Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đắp thứ này lên mặt 30 phút, lỗ chân lông to đến mấy cũng xe khít kèn khịt, da mịn màng như da em bé. Lỗ chân lông to khiến cho làn da không được mềm mại, mịn màng và rất khó trang điểm. Lỗ chân lông to không những làm cho da không mịn màng mà còn là nguyên nhân gây nên tình trạng mụn và rất nhiều hạn chế khác trên da. Nếu như bạn đang gặp phải vấn đề về làn da như vậy thì bạn đừng quá lo lắng. Chỉ với một bí quyết đơn giản ngay dưới đây, lỗ chân lông của bạn sẽ se khít khiển khịt như da em bé vậy. Phương pháp này không những giúp lỗ chân lông se khít mà nó còn giúp giảm mụn đầu đen và làm sáng da rất nhanh nữa đấy nhé. Các bạn cùng tham khảo ngay nhé. Để thực hiện phương pháp này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một quả trứng gà. Nguyên liệu thứ hai là một quả cà chua chín. Nguyên liệu thứ ba là mật ong nguyên chất. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần cho phương pháp làm đẹp này. Cách để các bạn thực hiện như sau. Trước tiên bạn rửa sạch trái cà chua đi cho mình. Bây giờ mình sẽ cho nó vào máy sinh tố và chúng ta xay nhuyễn nhé. Bạn chú ý là cà chua chín rất là mềm và nhiều nước nên bạn cứ để vậy xay, đừng cho thêm nước. Đây là cà chua mình đã xay nhuyễn các bạn này. Mình sẽ đổ nó ra bát. Tiếp theo với quả trứng gà này, chúng ta sẽ tách lấy phần lòng đỏ của nó. Cho lòng đỏ trứng gà vào bát cà chua. Cuối cùng cho vào bát này một thìa mật ong nguyên chất. Bây giờ thì bạn hãy đánh thật đều tay để cho các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là được. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần để có thể làm se khít lỗ chân lông ngay tại nhà. Cách để chúng ta sử dụng bát hỗn hợp này như sau. Bước đầu tiên bạn hãy rửa sạch khuôn mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm. Bạn nhớ là phải rửa bằng nước ấm nhé, để cho các lỗ nang lông của chúng ta giãn nở hết ra. Bước 2 là bạn hãy lau khô mặt, sau đó bạn thoa hỗn hợp chúng ta vừa làm lên mặt. Sau khi thoa xong, bạn sử dụng các đầu ngón tay của mình massage nhẹ nhàng trên mặt từ 1 đến 2 phút để các dưỡng chất có trong hỗn hợp của chúng ta có thể thẩm thấu vào sâu từng tế bào da. Tiếp theo bạn lưu lại hỗn hợp trên mặt thêm khoảng tầm 20 đến 30 phút nữa. Bước 3 bạn hãy rửa sạch mặt bằng nước lạnh, thấm khô da bằng khăn bông mềm. Cuối cùng bạn hãy sử dụng một viên đá lạnh lăn thật nhanh trên toàn bộ khuôn mặt trong khoảng tầm 1 đến 2 phút. Việc chúng ta lăn đá lạnh này sẽ giúp cho lỗ chân lông của chúng ta se khít khiển khịt và da của chúng ta có độ đàn hồi tốt hơn. Bạn biết không, loại mặt nạ này tuy đơn giản dễ làm nhưng khả năng làm se khít lỗ chân lông của nó thì vô cùng tuyệt vời. Nếu bạn kiên trì thực hiện đều đặn mỗi tuần 2 đến 3 lần thì không những lỗ chân lông được se khít mà nó còn làm cho da của bạn trắng sáng mịn màng và hết sạch mụn nữa đấy nhé. Hãy áp dụng ngay phương pháp này để sớm sở hữu làn da mịn màng trắng sáng không tì vết các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp.